anh tuấn hoàng trọ tôi trở lại với quý khán thính giả trong các bản tin đáng chú ý ngày thứ tư hôm nay à, tối hôm qua nếu quý vị theo dõi Little sài gòn tv chúng tôi đã gửi đến quý vị toàn bộ bài diễn văn của tổng thống obama à, lẽ đương nhiên là trong phần trình bày bởi à, vì, vì đôi khi có những cái thuật ngữ nghe thoáng qua thì có cái phần trình bày chúng ta cũng không có nắm rõ lắm ngày hôm nay à, cá nhân chúng tôi cũng phải theo dõi lại để à, nắm lại thêm các phần mà tổng thống obama đã trình bày à, như ngày hôm qua quý vị theo dõi đó ông có đưa ra bốn câu hỏi mà ông nói rằng bốn vấn đề này ở nước Mỹ phải trả lời. Bởi vì sao? Nó ảnh tương lai thế hệ con em của chúng ta, lẽ đương nhiên trong đó có công ăn việc làm, kinh tế. Nếu mà chúng ta à, không có tìm ra những cái phương án để mà đương đầu với tình trạng mà một ông gọi là một global economy, một nền kinh tế toàn cầu thì chúng ta sẽ không cạnh tranh nổi với các quốc gia châu Âu, Trung Quốc. Mặc dù ông nói rằng trong thời gian qua nền kinh tế của Hoa Kỳ có thể nói rằng tăng trưởng và vẫn tiếp tục đứng hàng số một trên thế giới này. Không có ai có thể đặt bất cứ một cái mối nghi ngờ nào cả và vì thế ông nói rằng cái việc mà huấn nghệ tìm kiếm việc làm tăng lương tối thiểu và hỗ trợ cho những người về hưu ông đề cập đến vấn đề an sinh xã hội nè rồi healthcare care một trong những điều mà rõ ràng ông hãnh diện và cuối cùng chính cá nhân ông cũng nói rằng tôi vô cùng tự tin và lạc quan với một đất nước hoa kỳ và một tương lai của nước mỹ này và điểm thứ nhì ông đề cập đến đó là những vấn đề an ninh của nước mỹ thế hệ con em của chúng ta sẽ còn phải tiếp tục đương đầu với khủng bố và ông nói rằng cái mặt trận của khủng bố đó, nó ngày càng lan rộng và nhiều nhưng mà ông kêu gọi người dân mỹ à, hãy kiên nhẫn và vì lý do cuộc chiến đấu tranh chống khủng bố là một cuộc chiến lâu dài và ông nhấn mạnh chúng ta không thể nào hy sinh con em của chúng ta ra mặt trận được chính vì thế ông nói rằng à, nỗ lực của ông là thực hiện và Hoa Kỳ tiếp tục lãnh đạo một lực lượng liên minh và lực lượng liên minh này cho đến giờ phút này là có tới sáu mươi quốc gia cùng tham gia trong cuộc chiến chống nhà nước hồi giáo ISIS và ông nói rằng lẽ đương nhiên những cái nỗ lực này nếu mà phía Cộng quốc hội có nghi ngờ thì ông nói rằng vỗ bỏ phiếu đi để mà sao hãy quốc hội hãy bỏ phiếu để gia tăng ngân sách cho quân sự và có thể có thêm khả năng để thực hiện những cái cuộc anh tạc hoặc là cung cấp thêm vũ khí binh sĩ cho um, Syria để mà mau sớm tiêu diệt ISIS. Cho nên ông đặt lại vấn đề một là chúng ta đi theo các lực lượng liên minh quốc tế, hai là chúng ta bỏ phiếu để tấn công ISIS và điểm thứ ba ông nhắc tới cũng khá nhiều đó là vấn đề vấn ô nhiễm môi sinh vấn đề hâm nóng bầu khí quyển này ông nói rằng nếu mà hoa kỳ không tiên phong trong lãnh vực này chúng ta sẽ bị để lại đằng sau và thế hệ con em của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng chính vì thế ông đã đứng ra và nước mỹ tiếp tục lãnh đạo với thế giới để ký vào các hiệp ước giảm khói thải và ông nói rằng một trong những nỗ lực đó là làm sao tạo nên những cái điều kiện cắt giảm thuế, cung cấp thêm những cái việc hỗ trợ cho các công ty từ nhỏ đến lớn để họ có thể cùng với chính phủ Hoa Kỳ cắt giảm việc dựa vào các nguồn năng lượng từ than đá và ông nói rằng chưa bao giờ trong lịch sử của Hoa Kỳ mà Hoa Kỳ không nhập cảng thêm dầu hỏa nữa và điều đó là cái điều tốt cho cái việc hỗ trợ nhất là đối với thế hệ con em của trong tương lai của chúng ta. Nhưng mà thưa quý vị phần cuối cùng ngọn đề cập tới đó mà theo giới uh, chuyên gia họ nói rằng uh, phần lớn ông uh, có vẻ như là Giảng Moran khá nhiều thưa quý vị uh, vì ông nói rằng nhiệm kỳ của ông là kết thúc rồi nhưng mà vấn đề chính trị những cái sâu xé trong nội bộ giữa đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ đó là một trong những điều mà người dân nên thực thi cái trách nhiệm của họ đó là quyền công dân phải đi bỏ phiếu. Ông nói rằng không thể nào để cái trách nhiệm lãnh đạo cả đất nước nằm trong tay một nhóm nhỏ cả mà hãy đưa cái quyền lực đó xuống cho người dân và ông nói rằng cuối cùng ông nói rằng nếu mà quý vị không đi bỏ phiếu đó thì cái tiếng nói của quý vị cái chuyện tranh đấu của quý vị sẽ không đi tới đâu cả ông nói ông đưa ra những cái thí dụ trường hợp điển hình một người phụ nữ già nua góc phi châu đã xếp hàng nhiều tiếng đồng hồ bà nói rằng bà sẽ xếp hàng cho đến khi nào bà bà bỏ được lá phiếu này thì ông nói rằng mỗi một lá phiếu đều được đếm À, nói chung thưa quý vị, bài diễn văn à, chỉ đưa ra những viễn cảnh của nền kinh tế Hoa Kỳ và ông nói rằng ông sẽ tiếp tục không chỉ trong vòng 1 năm, 5 năm, 10 năm, 20 năm tới đây, ông mặc dù đã không còn làm tổng thống nữa nhưng ông sẽ tiếp tục đứng bên cạnh người dân Hoa Kỳ để cùng xây dựng một đất nước giàu mạnh cho thế hệ trong tương lai với bài diễn văn này thì phía cộng hòa thì bao giờ cũng có bài diễn văn đáp từ thưa quý khán thính giả bà nikki haley thống đốc của tiểu bang south carolina ngay sau bài diễn văn của tổng thống obama đã có bài diễn văn đáp từ và lẽ đương nhiên bà là một người đảng cộng hòa hiện nay có thể được xem là một thành phần nổi bật đang lên của đảng cộng hòa lắm là con cưng của đảng cộng hòa chính vì thế vào năm hai bà đã được người dân của South Carolina bỏ phiếu để bầu làm thống đốc cho đến giờ phút này bà tập trung vào vấn đề đó chỉ trích tổng thống Obama nhất là vấn đề di dân à, bà chủ trương đó là tất cả những di dân bất hợp pháp phải bị trục xuất bà chủ trương mỗi một người à, mỹ đều có quyền sở hữu súng à, và bà cũng là một người mà ủng hộ vấn đề mà sở hữu súng ống bà chỉ trích vấn đề healthcare à, và bà nói rằng là nền kinh tế của à, hoa kỳ bây giờ nó vẫn còn trì trệ lý do bà nói đó là vẫn còn nhiều người không có khả năng để có thể cho các em đi học hoặc là không có à, mức cái lương đáng kể như mà đảng cộng hòa mong đợi và bà nhấn mạnh thêm rằng nếu nếu đảng cộng hòa vào tòa bạch ốc sẽ còn nhiều cái sự thay đổi tốt đẹp nữa trong tương lai nhất là bà không để cho quân isis tiếp tục là mối đe dọa về an ninh cho nước mỹ nữa và đó là những cái chuyện mà chúng ta thấy rất là bình thường mỗi khi có bài thông điệp liên bang một mặt thì Tổng thống Đảng Dân Chủ đưa ra đề tài và Đảng Cộng Hòa bao giờ đáp từ thì cũng chống lại tất cả những gì mà phía Đảng Dân Chủ đưa ra. Thế nhưng một cái điểm như thế này, tôi thấy rõ ràng có một cái sự mâu thuẫn bà nói rằng là nếu mà đưa một cái nhân vật của đảng cộng hòa vào tòa bạch ốc đó, mọi sự sẽ tốt đẹp thăng tiến tốt đẹp hơn rồi vấn đề vấn đề bình đẳng thì sao bà là một người di dân gốc ấn độ bà nghĩ sao với cái lời tuyên bố của ông ông donald trump một ứng viên sáng giá nhất của đảng cộng hòa và lúc này nếu thực sự ông Trump vào tòa bạch ốc đó thì những gì ông đã hứa với người cử tri đảng cộng hòa tất cả những người hồi giáo không được vào nước Mỹ trục xuất toàn bộ những di dân bất hợp pháp ra và đóng cửa biên giới hết tất cả những cái điều đó là những điều mà tổng thống obama ngày hôm qua đã chỉ trích dữ dội lắm ông nói rằng đó không phải là nền tảng của nước mỹ và với những nhân vật ông không nói tên donald trump nhưng mà rõ ràng một câu trình bày của ông đã rõ ràng thấy rằng giống như một cú đánh đó, đánh vào mặt của donald trump vậy chúng ta không thể nào đi đốt đền thờ hồi giáo chỉ trích người hồi giáo chọc những cái người khuyết tật và đó là những gì đó là những gì mà donald trump đã làm và rồi thưa quý vị cử tri đảng cộng hòa lại ủng hộ cho những cái hành động như cái thái độ như thế thì chính vì thế ngầm nói nhưng mà tổng thống obama nói quý vị phải sử dụng lá phiếu của mình để đạp đổ tất cả những cái ý tưởng những cái hành động mà kỳ thị đó đó không phải là nước mỹ chúng ta không phải là những người như vậy Dạ, vâng. và đó là thông điệp liên bang cuối cùng của Tổng thống Barack Obama và thông điệp tiếp theo sẽ là một vị Tổng thống mới. Xem thử đó là ai và đó là những cuộc tranh cử của cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa. Trong khi đó thì quay lại với những bản tin về những cái tội phạm ngay tại các khu địa phương thì một người đàn ông đã gửi những cái hình ảnh cảnh sát và kèm theo với một cái tin nhắn. Đây là hai cái hình mà quý vị có thể thấy. Hình bên tay phải của quý vị là hình truy nã của cảnh sát Ohio truy nã khắp 50 tiểu bang về một người đàn ông có tên là Donald Chippen. Người này đã có những cái hành động như uống rượu lái xe say xe và xem thử lý do vì sao mà người và anh Donald này gửi một cái tấm hình mà vừa mang áo khoác thiệt đẹp và mang kính đen như thế nào. Quý vị trở lại với chúng tôi trong chương trình tin tức tổng hợp sau ít phút quảng cáo thương mại.